Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng nha. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì rất mong tất cả các bác đi qua kênh, nhớ đăng ký kênh giúp em để không bỏ lỡ qua video bên em. Kênh YouTube Thọ Audio Phòng ạ, số điện thoại 0937481666. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, ngày hôm nay em lại sưu tầm được 4 cây vang cơ lai số mọi nhá. Dòng này thì nó quá thân thuộc với mọi người rồi, không còn quá gì là xa lạ anh em nhé. Vulcan King, 3G Audio và Beta thì có nghĩa là B3 đấy ạ. Nó chính là một công ty các bác nhá. Đây là một dòng vang cơ lai số đổi đình đổi đám một thời gian rất là dài. Về cái độ hiệu quả của nó, dễ chơi, dễ chỉnh và trông hú rất tốt các bác nhá. Con này nó sử dụng một hệ thống trông hú là trông hú 5 cấp các bác nhá. Một hệ thống trông hú 5 cấp cho các bác luôn, cực kỳ tuyệt vời. Và riêng Eco con này thì nó chạy con chip 920 Yamaha của Nhật Bản. Ok chưa ạ? Nó có sâu sẵn cho các bác một con rồi. Đây là chính là con chip của nó đây. Chip Yamaha 920B của Japan xịn các bác nhá. Các linh kiện toàn là dùng linh kiện rất là cao cấp như tù nhôm. À, rất là cao cấp. Từ cái chân rắc của nó cũng đều mạ vàng mạ đồng rất là đẹp các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Ngô lô này về còn nguyên zin còn ốc, các bác nhìn còn nguyên keo của ốc của nhà máy này. Còn chưa đụng một cái gì vào. Coi nhá. Còn chưa đụng một cái gì vào. Đấy. Từ cái các bác nhìn là từ cái linh kiện của nó, từ cái rắc này, từ cái chân cắm, từ con ốc của nó toàn là ốc đồng các bác nhá. Rất cao cấp. Vulcan King 3000 cộng nó chính là con 3G rồi B3 đấy, nó cùng một cái mã luôn. Nhưng nó thay đổi tên để bán nhiều thị trường khác nhau. Con này sử dụng 1 2 3 4 4 mic và hai mic đằng sau, nó tổng tất cả là 6 mic, rất hiệu quả những bác nào mà sử dụng mic không dây đằng sau. Rất tuyệt vời quá nhá. Ở ngoài có lúp effect để tăng giảm và âm lượng của vang nhại này, đây âm lượng của mic này, âm lượng của nhạc này. Eco con này nó quá dẻo rồi, đầy đủ eco dì vật chống ú. Sau chống ú 5 cấp câu nhá, cực kỳ là thế chơi. Lin 67 2 3 4 5 6 7 Lin 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 Lin vang nhại cực ngọt ngào cũng nhá, cực ngọt ngào, cực kỳ dễ chỉnh luôn. Con này nó là dòng cơ lai số là quá dễ chỉnh các bác ơi. Và em đang bán con này giá 1.200.000 đồng, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì là gọi điện trực tiếp cho em số điện thoại 0937 481 66 hoặc là Zalo số này em. Ok chưa? Em xin nhắc lại, giá con này là 1.200.000 đồng, bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn, bao ship toàn quốc cho anh em luôn ạ. Và anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin luôn cho em nhé mọi người nhé. Số lượng chỉ có 4 cây tất cả thôi mọi người nhé. Rồi hiện tại giờ nó rất là hiếm hàng, hay cuối năm rồi rất hiếm hàng, không có hàng mà mua đâu ạ. Vâng nhá, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.